28. Khuê xin lỗi bảo vì làm mất vé số trúng tiền tỷ. Trong hoa hồng trên ngực trái tập 28 lên sóng tối nay, Khuê có màn thú nhận vô cùng đáng yêu với sếp bảo ở cơ quan. Cô thông báo với bảo một trong những tấm vé số bảo cho hôm trước đã trúng giải độc đắc tiền tỷ nhưng thú nhận đã làm mất. Trong khi thực chất nó đã bị mẹ Khuê thủ tiêu mà cô không hề biết. Trong khi đó, mẹ Dũng sau khi biết mình đã hiểu lầm san đã đến tìm gặp cô thuyết phục quay lại với con trai nhưng bị cô khước từ. Con Thái dù phá sản và không còn gì nhưng vẫn xoay sở tiền đóng góp nuôi con gái. Đúng lúc đó mẹ Khuê xuất hiện và lập tức lao đến đánh Thái. Khi con gái can ngăn, bà liền mắng mỏ Khuê vô tích sự, có tờ vé số chúng giải độc đắc mà cũng vứt vào sọt rác. Tuy nhiên, màn đổ tội cho con gái của bà mẹ vợ cũ quá quát không qua được mắt. Hóa ra Thái đã nhặt được tờ vé số rơi ở nhà Khuê và đã biết được bí mật gây sốc. Diễn biến chi tiết hoa hồng trên ngực trái tập 28 lên sóng tối nay trên VTV3.